Sau đây là những thông tin công nghệ đáng chú ý. Hãng nghiên cứu Strategy Analytics cho biết doanh số MacBook đã tăng trở lại vào quý 3 nhờ việc giảm giá bán đối với MacBook Air. Apple đã bán được 6,5 triệu chiếc MacBook, con số kỷ lục trong quý 3 năm 2021, tăng 10% so với năm ngoái. Doanh số máy tính xách tay nói chung đã tăng 8% so với năm ngoái khi đạt 66,8 triệu chiếc, trong đó phần lớn nhờ sức tăng trưởng ở mảng thương mại và giáo dục. Điều này đạt được là nhờ chính sách chiết khấu cao hơn đối với các sản phẩm cao cấp như MacBook Air và máy tính xách tay chơi game. Các nhà phân tích cho rằng doanh số có thể còn cao hơn nếu không bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt linh kiện và phí vận chuyển tăng khiến giá cả cao hơn và gây ra một số sự chậm trễ. Apple đang giảm sản xuất iPad để phân bổ nhiều linh kiện hơn cho việc sản xuất iPhone 13. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng chip toàn cầu có thể tấn công Apple nhiều hơn dự đoán. Theo Reuters ghi nhận từ Asia Nikkei cho thấy, sản lượng iPad đã giảm một nửa trong 2 tháng qua. Điều này nhằm mục đích để iPhone 13 có đủ linh kiện để duy trì hoạt động sản xuất. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy sự thiếu hụt chip toàn cầu cũng đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Apple theo một cách đáng kể hơn so với dự đoán trước đây. Việc sản xuất iPhone 13 đã gặp phải một số trở ngại sau khi các nhà máy ở châu Á buộc phải đóng cửa do đại dịch COVID-19 bùng phát và nhu cầu đối với thiết bị tăng cao trong nửa cuối năm nay. Microsoft đang thực hiện ý tưởng xây dựng một siêu vũ trụ ảo Metaverse cho PowerPoint, Excel và các ứng dụng Office khác. Theo Bloomberg, Microsoft đang điều chỉnh các sản phẩm phần mềm văn phòng đặc trưng để tạo ra một phiên bản Metaverse hứa hẹn cho phép người dùng sống, làm việc và giải trí trong thế giới ảo được kết nối với nhau. Sản phẩm Metaverse đầu tiên của Microsoft sẽ là phiên bản chương trình hội nghị và trò chuyện team, hiện được thử nghiệm và sẽ có sẵn trong nửa đầu năm 2022. Khách hàng sẽ có thể chia sẻ các tệp và tính năng Office trong thế giới ảo. Yahoo sẽ trở thành công ty công nghệ Mỹ mới nhất rút lui khỏi Trung Quốc sau khi tuyên bố đã ngừng cung cấp các dịch vụ của họ tại quốc gia này. Theo CNN, một phát ngôn viên của Yahoo cho biết trong tuyên bố về việc rút lui khỏi Trung Quốc rằng họ đã rút lui khỏi một môi trường kinh doanh và pháp lý ngày càng thách thức. Tuy nhiên, công ty vẫn khẳng định cam kết đối với các quyền lợi của người dùng. Trong thực tế, quyền truy cập vào nhiều tính năng của Yahoo ở Trung Quốc, bao gồm email và tin tức, đã không còn tồn tại kể từ năm 2013. Và năm 2015, Yahoo đã đóng cửa văn phòng ở Bắc Kinh và sa thải 300 nhân viên. Yahoo cũng từng là một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, ảnh hưởng của họ đã giảm đi đáng kể trong thập kỷ qua. Công ty đã thay đổi nhiều giám đốc điều hành nhằm xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, cuối cùng họ không thể giành lại thị phần tìm kiếm cũng như thị trường quảng cáo mà Yahoo từng thống trị.